Ja, ich möchte auch noch mal alle herzlich begrüßen. Dạ, cháu cũng xin được kính chào tất cả các đầy tớ Chúa, ông bà chị em. Und ich möchte mich auch wieder bedanken, dass ich hier stehen darf. Và cháu cũng muốn dâng lời tạ ơn Chúa rằng ngày hôm nay cháu lại được đứng ở đây. Ja. Heute halte ich mit Cô Hằng die Predigt. Hôm nay cháu và cô Hằng sẽ cùng nhau chia sẻ lời Chúa. Und Gott hat uns das Thema Himmelreich ins Herz gelegt. Và Chúa có đặt ở trong lòng của hai cô cháu đấy là nước thiên đàng. Dass wir das Himmelreich näher bringen an uns alle. Ja, và ngày hôm nay chúng cháu sẽ đưa nước thiên đàng đến với mỗi lòng của chúng ta. Wenn ihr dieses Wort hört, khi chúng ta nghe câu là nước thiên đàng, was stellt ihr euch da vor? Thì chúng ta nghĩ về điều gì ạ? Ich habe Ewigkeit gehört, der Himmel. Ja, ở trên trời. Ja, also man stellt sich einen perfekten Ort vor, wie so ein Paradies oder sowas. Thì chúng ta biết rằng đó là một cái paradies, một nước thiên đàng dành cho chúng ta. Aber wenn ich Paradies höre, habe ich einen anderen auch sehr schönen Ort in meinem Kopf. Và khi cháu nói đến từ paradies ấy, thì cháu lại có một cái sự tưởng tượng ở trong đầu của cháu. Das ist nämlich der Garten Eden. Đấy là khu vườn Eden ngày xưa. Und von dem Garten Eden können wir im 1. Mose 2 lesen. Trong câu chuyện của vườn Eden thì chúng ta có thể đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Ihr könnt das von Vers 8 bis 17 nachlesen, wenn ihr wollt. Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 8 đến câu 17 chúng ta có thể tự đọc ạ. Ja, wie gesagt, als Paradies stelle ich mir den Garten Eden vor und ihr kennt bestimmt auch das Sprichwort Himmel auf Erden oder ja. Ja, và khi nói đến Paradies thì cháu thường nhớ đến cái cảnh của vườn Eden và chúng ta cũng có những lúc chúng ta cầu nguyện đó là nước thiên đàng mà ở dưới đất nữa. Und wenn ich mir einen Himmel auf Erden vorstellen muss, würde ich sagen, das ist Eden. Auch wenn es, ja. Và khi mà nói đến vườn của Eden thì mình biết rằng là thiên đàng ở dưới đất này cũng đẹp như vậy. Ja, Adam und Eva haben damals darin gelebt und sie haben Regeln aufgesetzt bekommen. Ngày xưa hai người đầu tiên đó là Adam và Eva, họ đã phạm tội với Chúa. Das steht einmal in 1. Mose 2 von 16 bis 17. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 16. Das möchte ich einmal vorlesen. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Cháu xin đọc. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nun waren sie doch Gott gegenüber ungehorsam und haben von der Frucht gegessen. Và hai người đấy không có nghe lời Chúa nhưng mà đã ăn trái đấy. Sie wurden dazu verführt von der Schlange. Vì họ bị sự cám dỗ qua một con rắn. Das könnt ihr in 1. Mose 3 von 1 bis 6 nachlesen. Khi chúng ta đọc ở sách Sáng Thế Ký đoạn 1 thì chúng ta sẽ biết được câu chuyện đấy. Ja. Durch diese Tat kam die Sünde in die Welt. Và sau đấy thì loài người đã phạm tội. Và đưa sự tội lỗi này vào thế gian. Und da sie noch nicht wussten zu dem Zeitpunkt, was Sünde war, haben sie sich gegenseitig die Schuld zugewiesen und damals gab es noch keine Buße. Và họ không biết rằng đó là một cái sự phạm tội thì hai người đã đổ lỗi cho nhau. Ja, dann wurden alle bestraft. Và họ đã phải chịu một hình phạt. Sie wurden aus dem Garten verbannt. Họ đã phải ra khỏi vườn Eden. Die Frau hat Schmerzen bei der Geburt.
Và người nữ khi mà họ mang thai và đến kỳ sinh đẻ thì họ phải chịu sự đau đớn. Und der Mann sollte sich um die Familie kümmern. Và người nam thì phải là rất là mệt nhọc để lo cho gia đình của mình. Das Paradies wurde vor ihnen versteckt. Và nước thiên đàng, vườn của Eden, Paradies thì là phải đóng lại trước mặt họ. Und es wurde von Engeln bewacht, genauer gesagt Cherubim. Và các thiên sứ của Chúa thì canh vườn Paradies đó. Ja. Nun, die Zeit ist jetzt vorüber. Nhưng mà ngày nay thì thời đấy đã qua rồi. Aber wir können sehen, Gott hat für sie einen so guten Ort geschaffen. Bởi vì Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta có một nơi mới, một nơi ở mới. Und trotzdem wurden sie verführt und waren ihm ungehorsam. Trước đây thì Chúa đã cho họ một nơi thật là tuyệt đẹp, nhưng mà họ lại không có vâng lời Chúa và họ đã phạm tội. Ja. So. Jetzt ist ja Jesus gekommen. Và ngày nay Chúa Giêsu đã xuống thế gian. Und wir befinden uns in der Gnadenzeit. Chúng ta được ở trong thời ân điển của Chúa. Und währenddessen ist der Himmelreich. Also và, davor ist der Himmelreich entstanden. Và chúng ta sẽ được vào thiên đàng cùng với Chúa. Und ich möchte noch auf die Zeit nach der Gnadenzeit eingehen. Và cháu muốn nhắc đến một cái thời điểm, đó là thời ân điển. Denn Gohang wird euch mehr über den anderen Himmelreich erzählen. Ja, và cô Hằng thì sau đấy sẽ nói thêm về nước thiên đàng và những thời kỳ của sau khi mà loài người phạm tội. So. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Chúa đã có những lời hứa rất là lớn cho chúng ta. Dass wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Để chúng ta được ở nơi nước thiên đàng cùng với Ngài. Und das ist im neuen Jerusalem, sozusagen im letzten Himmelreich. Đó là một Jerusalem mới. Und davon können wir lesen in Offenbarung Kapitel 21. Khi chúng ta đọc ở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 21. Und da werde ich einmal die Verse 1 bis 4 vorlesen. Thì cháu xin được đọc Khải Huyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn một người vợ mới, cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài ở giữa với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Also wie wir gelesen haben, klingt alles schön und gut, richtig? Và khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ biết một cái kết quả thật là tốt lành, phải không ạ? Wir werden kein Leid haben, kein Schmerz, alles ist in Harmonie. Ở trong Ngài thì chúng ta sẽ không còn sự đau đớn nữa, chúng ta không phải chịu sự khổ sở nữa, nhưng chúng ta sẽ được hạnh phúc ở bên Ngài. Es ist eine sehr schöne Stadt. Và ở trong nước thiên đàng, Jerusalem mới, đó là một nơi thật là tuyệt đẹp. Hier steht, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wie für ihren Mann geschmückte Braut. Ja, và như một người vợ mới đang trang sức cho chồng của mình. Ich glaube, jeder war schon mal auf einer Hochzeit, um zu sehen, dass die Braut immer besonders, besonders, wie sagt man das? Besonders gekleidet ist, ja. Và có nhiều người thì chúng ta cũng đã đi đến những cái
đám cưới chúng ta thấy những cô dâu được trang điểm rất là đẹp phải không? Ja, und weiter von 22 bis 27 kann man auch lesen, dass da kein Tag noch Nacht herrschen wird. Và dạ, và cũng tiếp tục ở trong đoạn 21 từ câu 22 đến câu 25 thì cũng chép về một trời mới đất mới. Ja, es wird alles vorübergehen und die Erde wird nicht mehr da sein und wir werden dann, wir die Kinder Gottes, werden dann mit Gott leben in Ewigkeit. Chúng ta sẽ biết rằng những thứ ở trong thế gian này nó sẽ qua đi và chúng ta sẽ ở trong một nước đời đời với Ngài. Das ist das Versprechen, das er uns gegeben hat. Đó là lời phán hứa mà Chúa đã ban cho chúng ta. Wie wir sehen können, schafft Gott so viele gute Dinge für uns. Và khi chúng ta nhận biết rằng Chúa đã làm những điều thật là tốt lành cho chúng ta. Jedoch sünden wir immer noch. Nhưng mà chúng ta vẫn còn phạm tội. Wir sind ungehorsam gegenüber ihm. Chúng ta không có vâng lời Chúa. Wie damals Adam und Eva, die Frucht der Erkenntnis, vom Baum der Erkenntnis, statt was sie haben könnten, gegessen haben. Như ngày nào Adam và Eva cũng đã ăn trái cấm ở trong vườn Eden. Denn sie hätten die Frucht des Lebens essen können. Đáng ra là họ phải ăn trái của sự sống. Das war nicht mal verboten. Bởi vì cái trái đấy thì không có cấm. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, war die Frucht des Lebens, die hätte euch das ewige Leben gegeben. Và ngày hôm nay chúng ta có trái của sự sống, đã ban cho chúng ta sự sống. Ja. Ja. Und wir tun die Sünde. Ngày hôm nay khi chúng ta phạm tội. Und damals haben die auch die Sünde getan. Và ngày đấy, ngày xưa thì những con người đầu tiên cũng phạm tội. Da sie von sich aus denken, dass sie es aus eigener Kraft schaffen. Bởi vì họ nghĩ rằng là họ sẽ có thể cậy sức của mình được. Sie hatten Hochmut vor Gott. Họ đã sống một đời sống kiêu ngạo trước mặt Chúa. Und haben dadurch die Gnade vor ihm verloren. Và họ đã là trượt đi phần ân điển của mình. Kann man nachlesen in Römer 3, Vers 23. Khi chúng ta đọc ở trong sách Roma, đoạn 3, từ câu 21. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Vì mọi người đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ja. Dadurch wurden wir als ungerecht gesprochen. Và bởi vì sự phạm tội của chúng ta cho nên chúng ta không được kể là công bình với sự phạm tội của loài người. Bis Jesus in die Welt kam. Cho đến khi Chúa Giêsu đã xuống thế gian này. Davor war der Vorhang vor uns verschlossen. Trước thời điểm mà Chúa Giêsu xuống thế gian thì nước thiên đàng đã đóng ở trước mặt chúng ta. Bis jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus für uns gestorben ist. Cho đến khi Chúa Giêsu đã xuống thế gian và đã chịu chết thay cho chúng ta. Nun möchten wir wissen, wie wir in den Himmel kommen. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là chúng ta muốn đi vào nước thiên đàng thì chúng ta phải làm gì? Wir wollen da unbedingt hin und das ist uns auch unsere Hoffnung. Nước thiên đàng là nơi mà chúng ta muốn đến và đó cũng là sự ước ao của chúng ta. Und wir können uns auch vergewissern, dass wir ja, mit Jesus leben werden. Và chúng ta phải tin chắc rằng, phải biết chắc rằng ở nơi đấy chúng ta sẽ được sống với Chúa Giêsu của chúng ta. Und darüber möchte Cô Hằng mehr sprechen. Và cũng trong cái sứ điệp này thì Cô Hằng sẽ nói sâu hơn về nước thiên đàng. Daher möchte ich das Wort an Sie jetzt abgeben. Và cháu muốn trao lời lại cho cô Hằng.
cảm ơn Chúa. Vì nhờ ơn điển của Ngài, sự thương xót của Ngài, con được đứng đây trước mặt. Hội Chúa của Đức Chúa Trời, cầu xin Cha ban phước cho chúng con. Ich danke dir, Gott, durch deine Gnade, dass ich hier stehen darf und mögest du uns segnen. Chúng con biết ơn Ngài. Danke dir. Thánh Linh ơi, xin hãy đến đây vận hành. Heiliger Geist, sei du hier und wirke. Und sprich du zu uns. Danke dir, wir beten im Namen Jesu Christus. Amen. Các con đi hết rồi. Các con nhỏ, các con trở lại phòng đi. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi được phép đứng ở đây để giúp đỡ các em nhỏ đến với Đức Chúa Giêsu. Ich danke Gott, dass ich durch die Gnade Gottes hier stehen darf und vor allem zu den Jüngeren sprechen darf. Và các con đi rồi các con có nghe được là Gia Cơ đã nói điều gì không? Habt ihr vorhin gehört, was Gia Cơ euch erzählt hat? Các anh trai ngồi đây có còn nhớ không? Vor allem die Älteren, habt ihr euch merken können? Hôm nay mình học về. Heute lernen wir über. Con nói lớn lên. Könnt ihr es lauter sagen? Anh Gia Cơ vừa chia sẻ về. Worüber hat er vorhin gesprochen? Eins, zwei, drei. Không sao. Cô sẽ nhắc qua, tức là hôm nay đề tài mà các em nhỏ được dẫn dắt đến đó là nước thiên đàng. Und ich möchte nochmal wiederholen, das Thema, was wir heute hören, ist das Himmelreich. Và qua anh Gia Cơ thì đã cho chúng ta thấy rằng là thiên đàng, Chúa quá thương chúng ta, đó đối ban thiên đàng cho tổ phụ của loài người, đó là Adam và Eva. Und daran haben wir gesehen, Gott liebt uns so sehr, dass er uns das Himmelreich geschenkt hat für unsere Vorfahren, das waren Adam und Eva. Nhưng mà vì tội lỗi, vì sự không vâng lời, thì đã làm mất, đã làm mất đi điều đó. Aber aufgrund der Ungehorsamkeit haben sie das verloren. Và cánh cửa thiên đàng đã bị đóng lại. Und die Tür hat sich dadurch geschlossen. Bởi các Cherubin cầm gươm sáng chói, canh giữ không được trở lại nữa. Und deswegen wurde dieser Ort bewahrt und sie durften nicht wieder zurückkehren. An Thương có nghe lời Kinh Thánh không? An Thương còn nhớ câu chuyện mà An Thương nói. Bà Hằng kể cho An Thương nghe câu chuyện người mắt tím không? An Thương, erinnerst du dich noch an eine Geschichte? Khích lệ để mọi người lớn thấy rằng em bé rất khao khát lời Chúa. Một lần đến thăm, bà Hằng đã nói là có muốn nghe câu chuyện về người mắt tím. Und ich möchte das sagen, damit wir ermutigt werden, denn An Thương kam einmal zu mir und hat zu mir gesagt, sie möchte gerne eine Geschichte aus der Bibel hören. Và cuối cùng Chúa nhắc là đó là chính là người Pharisee nhân lành. À, người Samari. Und es ging da um den barmherzigen Samariter. Và cảm ơn Chúa lắm trong nói để các bậc phụ huynh được khích lệ các con trẻ ở trong phòng ấu nhi. Und damit die Eltern auch ermutigt werden, denn die Kinder, die lernen in ihren Kinderräumen. Các con đã biết như thế nào là thờ phượng. Sie lernen, was es heißt, Gottesdienst zu halten. Các con biết cầu nguyện, biết hát ngợi khen Chúa và biết dâng tiền cho Chúa. Sie lernen zu beten, sie lernen Lobpreis zu machen und sie lernen auch Geld zu opfern. Và có một đôi lần là trong số các bạn thì có bé không mang, quên mang theo tiền dâng và đã khóc. Und es gab dann einmal eine Situation, da hat ein Kind das Geld vergessen gehabt und hat dann geweint. Và một bé khác thì bảo là có một cái túi để trước ngực này, mở ra và nói là đem phát tiền dâng cho những người không có. Und dann gab es ein anderes Kind, sie hatte in der Brust eine Brusttasche gehabt und sie hatte Geld dann gehabt und hat das Geld dann verteilt an die kein Geld mit hatten. Các cháu rất thương nhau. Und daran sehen wir, die Kinder, sie lieben sich sehr. Một lần khác nghe về câu chuyện Cain và Abel. Und einmal haben die über die Geschichte von Abel und Kain gehört. Und dann kam mal ein Kind zum anderen Kind und hat dieses Kind umarmt und gesagt, ich liebe dich. Und das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Und hört ihr immer noch gerade zu? Ich werde das Kinh Thánh này cho các con nghe, đó là sự đến của Đức Chúa Trời. Người Samari hỏi Đức Chúa Giêsu,
Und ich möchte von einer Geschichte erzählen, da hat der Samariter Jesus gefragt, wann kommt das Himmelreich? Thì Ngài phán rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở kia. Und dann kam die Antwort, das Himmelreich kommt nicht so eindeutig und man wird nicht sagen, das Himmelreich ist hier oder dort. Nhưng nước Đức Chúa Trời ở trong lòng của chúng ta. Aber das Himmelreich ist in unserem Herzen. Điều này cho thấy rằng Chúa quá thương xót chúng ta. Und daran sehen wir, Gott liebt uns sehr. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một nước thiên đàng ở thời tổ phụ Adam Eva. Das Himmelreich konnten wir damals sehen bei unseren Vorfahren Adam und Eva. Và vì tội lỗi đã ngăn trở và cánh cửa thiên đàng đó đã bị đóng lại. Aber aufgrund der Sünde wurde die Tür verschlossen. Nhưng tạ ơn Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu chính là cái cửa. Aber wir danken Gott, denn Jesus selbst ist die Tür. Và khi Ngài chịu thập tự giá, Ngài nói lên rằng Chúa Cha ơi, sao Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài bỏ con? Und als er an das Kreuz gegangen ist, hat er zu seinem Vater gesprochen: Vater, warum hast du mich verlassen? Và Ngài chút hơi thở cuối cùng. Das war sein letzter Atemzug. Thì bức màn ở trong đền thờ bị xé ra làm đôi. Und dann gab es den Tempel und den Vorhang und dieser Vorhang war zerrissen. Và một lần nữa cánh cửa thiên đàng đã được mở ra cho chúng ta. Und mit diesem Zerrissen des Vorhangs ist das Himmelreich geöffnet worden für uns. Chúng ta có một lời hứa rằng cho đến ngày Chúa trở lại thì Chúa cũng sẽ đem những người được ghi tên trong sách sự sống vào nước thiên đàng. Und so hat Gott uns versprochen, dass wenn unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, dann werden wir auch in das Himmelreich kommen. Nhưng hôm nay tôi muốn giới thiệu với các con rằng Chúa trong những ngày ở tại đất này còn ban cho chúng ta một nước thiên đàng là tại trong tấm lòng của chúng ta. Aber ich möchte euch heute noch mal ein Himmelreich vorstellen und das ist in unserem Herzen. Mỗi một ngày chúng ta có thể nhìn thấy thiên đàng ở tại đó. Und jeden Tag können wir dieses Himmelreich sehen. Kinh Thánh nói rằng có một thiên đàng giống như là một người buôn châu ngọc. Und es gibt Gleichnisse von diesem Himmelreich. Và khi nhìn thấy một viên ngọc quý thì đã bán hết của mình để mua cho được viên ngọc đó. Von einem Menschen, der eine wertvolle Perle gesehen hat und als er diese wertvolle Perle gesehen hat, hat er dieses in diesem Acker hat er dieses ganze Land gekauft, um diese Perle zu bekommen. Cũng như vậy. Thiên đàng giống như là một kho báu ở chôn ở trong đám ruộng. Người kia nhìn thấy và cũng đã lập tức bán hết của cải mình để mua được viên ngọc mua được đám ruộng đó. Das Himmelreich ist wie ein Schatz in einem Acker und als jemand das erfahren hat, hat er alles, was er hatte, verkauft, um dieses Acker zu kaufen, um das zu bekommen. Và sứ đồ Phaolô thì đã nói rằng từ ngày ông gặp Đấng Christ thì là điều quý nhất cho ông. Und als Paulus hat gesagt, als er Gott kennengelernt hat, hat er gesagt, das ist das Wertvollste für ihn. Ông liền coi tất cả những sự trong thế gian này trước mắt ông giống như là rơm rác. Und er hat gesagt, alles, was er in der Welt sieht, sieht er als nichts an. Vì sao? Vì ông đã tìm được một viên ngọc quý, đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Warum? Weil er diesen wertvollen Schatz gefunden hat und das war Jesus Christus. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Điều đó Ngài muốn, Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta. Und das ist auch das, was Jesus auch uns heute geben möchte. Anthương, có yêu Chúa Giêsu không? Anthương, liebst du Jesus? Hannah, có yêu Chúa Giêsu không? Hannah, liebst du Jesus? Cảm ơn Chúa. Mỗi một ngày các con thức dậy, hãy nói rằng, hãy chào mừng Chúa Giêsu trước, hãy nói rằng Chúa Giêsu ơi. Und jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, dann begrüßt als allererstes Jesus. Sagt, yêu Chúa Giêsu lắm. Sagt Jesus, ich liebe dich sehr. Samuel hồi nhỏ vẫn làm như vậy. Und mein Sohn Samuel hat das früher auch immer gemacht. Cậu hay ngừng đầu lưng trời, Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa Giêsu lắm. Und was er beim Aufwachen immer getan hat, ist in den Himmel zu schauen und gesagt, Jesus, ich liebe dich sehr. Và tôi nghĩ rằng Chúa rất đẹp lòng khi các con gọi Ngài theo cách đó. Und ich glaube, Gott freut sich wirklich sehr, wenn wir genauso Gott rufen. Hãy biết quý trọng thiên đàng mà Chúa ban cho chúng ta. Schätzt das Himmelreich, was er uns geben möchte. Chúa Giêsu vào lòng của mình và tại đó chúng ta sẽ có thiên đàng của Ngài. Ladet Jesus in eure Herzen ein und dann werdet ihr das Himmelreich in euch haben. Trong Kinh Thánh, Châm Ngôn viết rằng
hãy cẩn thận tấm lòng các con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. In Sprüche steht davon geschrieben, dass wir unser Herz bewahren sollen, weil das ganze Leben davon heraus vorgeht. Mỗi một ngày chúng ta thức dậy, có thể có những cái sự khó nhọc về thân thể. Có nhiều khi An Thương cũng khóc, đúng không? Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, haben wir vielleicht, sind wir vielleicht müde oder haben Krankheiten, vielleicht weinen wir auch mal. Ngày hôm qua trong phòng kia, con mệt mỏi và con nói là con đã khóc. Bà Hằng đã nói con sao? Nói là con An Thương ơi, con đừng khóc, không là con mệt, đúng không? Und gestern im Kinderraum hat sie auch geweint und dann, was habe ich zu ihr gesagt? Weine nicht, denn sonst wirst du noch müde. Chúa Jesus cũng không muốn cho chúng ta đau buồn. Und Jesus möchte nicht, dass wir traurig sind. Chúa không muốn cho ai có gánh nặng cả. Er möchte, dass niemand von uns irgendwas in sich trägt, was schwer ist. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Und er hat zu uns gesprochen, die wir mühselig beladen seid, kommt zu mir. Vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Denn mein Joch ist leicht und tragt es und folge mir nach. Thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ. Und dann wird eure Seele Frieden haben. Vì ách của ta êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Weil mein Joch leicht ist. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài quá thương chúng ta. Wir danken unserem Gott, weil er uns so sehr liebt. Ở trên cây thập tự giá, trên cây gỗ thì Ngài đã đổ huyết ra để cho chúng ta được bình an, được tha thứ và được khỏe mạnh. Und an dem Kreuz hat er sein Blut vergossen, damit uns vergeben wird, damit wir auch gesund sein dürfen. Mỗi một ngày các con thức dậy, hãy tập mời Chúa Giêsu vào tấm lòng để cho mình có sự vui mừng. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, lass uns anfangen, Jesus einzuladen, damit wir Freude haben. Và chúng ta cũng hãy tập yêu Ngài và tập có tình yêu đối với tất cả mọi người xung quanh. Und lass uns auch lernen, ihn zu lieben und auch unsere Mitmenschen zu lieben. Và đặc biệt là các con phải có tấm lòng biết ơn. Und vor allem müssen wir auch dankbar sein. Các con thấy những ngày qua các con được ở trong hội thánh của Chúa, các con có vui mừng bình an không? Und in die letzte Zeit, in dem ihr im Haus Gottes wart, hattet ihr Freude? Các con đến đây vui vẻ giống như trong vườn Eden ngày trước. Und wenn ihr herkommt und Spaß habt, das ist wie der Garten Eden früher, oder? Nhưng mà đôi khi mình trong niềm vui thì mình lại quên đi những cái ơn phước. Aber manchmal in der Freude vergessen wir den Segen. Cô thật sự cảm động hồi nãy khi anh nghe anh Hiếu đã làm chứng một phần rất ngắn và nói đến nhắc lại những cái điều đó. Und ich bin auch berührt darüber, dass ich vorhin dieses Zeugnis gehört habe. Tức là thời gian trôi đi, anh lớn lên nhưng anh không bao giờ quên những kỷ niệm tốt đẹp ở trong tấm lòng của mình. Dass die Zeit vielleicht vergeht, wir älter werden, aber wir niemals die guten Erinnerungen vergessen werden in Gott. Các con cũng hãy tập như vậy, mỗi một ngày thức dậy cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta thân thể này khỏe mạnh bình an. Und deswegen lernt davon, wenn wir aufwachen, dass wir ihm Gott danken, dass wir gesund sind und Freude haben dürfen. Rồi hãy đến với lời của Chúa, mở những câu chuyện kinh thánh hay lắm, đúng không An Thương? Und öffnet die Bibel, lest da drin, denn da sind schöne Geschichten drin, oder? Các con sẽ tìm thấy được niềm vui trong lời kinh thánh. Und ihr werdet Freude finden im Wort Gottes. Sau đó thì lòng các con đã đầy dẫy thiên đàng, các con cũng có thể đi đến đem thiên đàng đến cho tất cả mọi người, đúng không? Und dann wird euer Leben voll sein vom Himmelreich und dieses Himmelreich könnt ihr auch zu euren Freunden bringen. Chúa đã ban cho chúng ta một cái thiên đàng di động. Gott schenkt uns dieses Himmelreich. Chúng ta có thể mang đi nơi này và mang đi nơi kia. Und dieses Himmelreich dürfen wir von einem Ort zum anderen Ort tragen. Và khi chúng ta mỗi một cái thiên đàng đó được hiệp lại ở trong nhà Chúa trở thành một cái thiên đàng lớn ở tại trong nhà Chúa. Und wenn wir alle uns zusammenschließen, dann wird das ein großer Himmelreich sein. Chúng ta hãy chia sẻ những niềm hạnh phúc đó cho nhau bằng tấm lòng biết ơn. Und wir dürfen alles Gute miteinander teilen und dankbar sein. Biết ơn Chúa đã ban cho chúng ta có nhà Chúa, biết ơn các đầy tớ Chúa đã từ đời này qua đời khác sẽ đứng ra chịu trách nhiệm để phục vụ. Gott danken, dass wir diese Kirche haben. Gott danken für die Erwachsenen, dass sie hier stehen und Gott dienen. Biết ơn những người mẹ lo lắng những công việc khác ở trong hội thánh Chúa. Und auch unseren Müttern danken, die sich um viele Arbeiten kümmern. Biết ơn các anh chị đã thay nhau để giúp đỡ và dạy dỗ các con. Dankbar auch vielleicht für eure älteren Geschwister, die sich abwechseln und euch betreuen im Kinderdienst. Các con nghe đây,
an thương các con, Hana. Und hört jetzt Lời genau Chúa zu. Giê-xu nói như vậy. Das sagt Jesus. Hãy để các con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng thuộc về những con trẻ, những kẻ giống như con trẻ ấy. Lasst die Kinder zu mir kommen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Các con có hiểu ý nghĩa đó không? Versteht ihr die Bedeutung? Đó là Chúa rất yêu các con trẻ. Das heißt, Gott, er liebt die Kinder sehr. Vì các con đơn sơ. Weil die Kinder einfach ganz einfach sind. Và các con khiêm nhường. Sie sind demütig. Có một câu kinh thánh Chúa nói rằng nếu các con phải khiêm nhường như một đứa trẻ. Und es gibt eine andere Bibelstelle, da steht geschrieben, ihr müsst so demütig sein wie die Kinder, dann werdet ihr in das Himmelreich kommen. Điều này, hồi nãy anh Hiếu cũng đã nhắc. Und das haben wir vorhin schon erinnert bekommen. Anh Hiếu nhìn quang cảnh, thờ phượng như nhìn thấy quang cảnh đó, nhìn thấy những con người, người lớn, chỉ các chị em đứng đây như con trẻ. Und dieses Bild, was wir vorhin gesehen haben mit den Frauen und den Kindern, dass wir wie Kinder sind manchmal, das gefällt Gott. Cô ngồi dưới đó mà cô nhìn thấy cái lúc chơi đấy là các em nhỏ chơi rất hay, rồi bác Thắng và cha và con chơi và tất cả bác Hoàn và bác Quốc chơi chung giống như những đứa trẻ con vậy. Und dieses Bild, als wir vorhin diese Spiele hatten, wo die Kinder gespielt haben, die Erwachsenen gespielt haben, alle wie Kinder. Ngồi tận dưới kia nhìn rất đẹp mắt, nhìn rất là đẹp mắt. Und ich saß ganz hinten und das war für mich ein sehr schönes Bild. Ước gì trong tấm lòng của chúng ta cứ thường thường như vậy. Und in unser Herz ist es oft auch so. Và chúng ta dễ gần Chúa, chúng ta dễ gặp Chúa. Und so ist es auch einfach, uns Gott zu nähern. Còn các con thì cũng cứ như vậy. Und ihr Kinder bleibt genauso. Sự tăng trưởng. Nước thiên đàng ví như là một hột cải nhỏ. Und das Himmelreich ist auch wie ein kleiner Senfkorn. Mà khi gieo xuống đất thì nó mọc thành một cây to, nó có những cái nhánh. Wie ein Samen, das gesät wird und es wird immer größer, es wächst. Có thể che chở, bảo vệ được những giống khác. Und wenn es größer wird, dann kann es auch andere Samen beschützen. Ngày mới vào Chúa thì chúng ta được chăm sóc, sau chúng ta tập đi chăm sóc mọi người. Als sie vielleicht noch neu waren, wurden wir beschützt oder es wurde sich um uns gekümmert und wenn wir größer werden, kümmern wir uns um andere. Und es wird Früchte bringen. Kinh Thánh nói là nước thiên đàng, anh thương, chú ý nhé, nước thiên đàng giống như là một người chịu giống hạt giống nơi đất tốt. Und Himmelreich gleicht auch jemand, der guten Samen in die Erde, gute Erde sät. Và khi mà nghe là tức là kẻ nghe đạo chịu lấy và kết quả. Und wer das Wort annimmt, wer es hört, der wird Früchte bringen. Tiếp nhận đạo vui mừng. Wer es empfängt mit Freude. Và kết quả cho Chúa. Der wird Früchte, Ergebnisse für Gott bringen. Người thì được 30. Người thì được 60, và người thì được 100. Einige 30, einige 60 und andere 100. Kinh Thánh có chép một phần về nước thiên đàng đó là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là một người giàu vào nước thiên đàng. Und die Bibel schreibt auch von einem Vergleich, dass ein Kamel es leichter hat, durch ein Nadelöhr zu kommen, als ein Reicher in das Himmelreich. Das bedeutet nicht, dass ein Reicher nicht in das Himmelreich kommt. Aber es geht um die Reichen, die keinen Segen bereiten. Người giàu không nhận biết Đức Chúa Trời, là tại vì người ta khi bị trở nên giàu rồi thì hay quên. Um die Reichen, die Gott nicht erkennt, dann meistens ist es so, wenn man reich ist, dann vergisst man vielleicht Gott. Khi con người ngự trong vinh hiển, Ngài cùng các thiên sứ thánh, thì Chúa đã nói là hãy đến nhận nước thiên đàng, vì ta đói, đã cho ta ăn, ta khát, đã cho ta uống.
Und Gott hat geschrieben, kommt, empfangt das Himmelreich, denn ich hatte Hunger, ihr habt mir zu essen gegeben, ich hatte Durst und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich willkommen geheißen, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich hatte Schmerzen und ihr habt mich besucht. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr das alles Gute den Kindern tut, dann tut ihr das auch für mich. Cho nên tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những lời vàng ngọc đó để chúng ta hiểu chân lý trong cuộc sống. Chúng ta sống dốc lòng phục vụ Chúa và phục vụ những là tức là yêu Chúa và yêu những người lân cận của mình. Und deswegen danken wir Gott für diese wertvollen Schätze, die wir durch sein Wort haben, dass wir Gott lieben und auch einander lieben können. Đặc biệt là trong cơn khốn khó của họ. Vor allem wenn wir oder wenn es Menschen gibt, die Schwierigkeiten und Probleme haben. Trong Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi. Und Jesus hat auch gesprochen, ihr Kinder habt keine Angst. Vì Cha đã hứa ban nước thịt đàng cho các con. Denn der Vater, unser Gott, hat euch das Himmelreich geschenkt. Đây là một lời hứa rất là tuyệt vời. Und das ist ein Versprechen, das sehr wundervoll ist. Và chúng ta là những người có niềm tin đáng đem lòng tin trông cậy. Und wir haben diesen Glauben und dürfen das annehmen. Để cho được vào trong nước thiên đàng đó. Damit wir in dieses Himmelreich kommen können. Và mỗi một ngày xin Chúa giúp đỡ để đời sống của chính tôi chăm xem vào tấm lòng của mình. Und jeden Tag möge Gott uns helfen. An Thương có nhìn vào tấm lòng An Thương được không? An Thương, hast du schon mal in dein Herz geschaut? Kiểm soát tấm lòng. Dass wir unser Herz auch mal prüfen. Nghĩ coi hôm nay mình vui hay buồn. Ob du heute Freude hast oder vielleicht traurig bist. Mà mình lại buồn. Und warum hast du diese Freude? Nếu có chuyện buồn thì Kinh Thánh nói là ai nhưng có điều đau khổ nào thì hãy cầu nguyện. Und Gott sagt auch, wenn wir vielleicht traurig sind, dass wir Còn beten. Nếu chúng ta vui thì hãy hát ngợi khen. Und wenn wir fröhlich sind, dann singt ihm. Và nếu chúng ta có bệnh đau yếu, hãy đến hội thánh và nhờ các trưởng lão hội thánh cầu nguyện đặt tay cho chúng ta, Und wenn wir krank sind, dann dürft ihr in die Kirche kommen und es werden Menschen für euch beten. Và ta ơn Chúa vì con được sống trong hội thánh của Chúa. Und ich danke Gott, dass ich im Haus Gottes sein darf. Thế gian bên ngoài bây giờ đầy những sự nhiễu nhương. Und in der Welt sehen wir passieren viele Dinge. Chiến tranh, bệnh tật và nhiều thứ lộn lạo khác. Kriege, Krankheiten und ganz verschiedene Sachen. Nhưng con thì được sống trong hội thánh của Chúa. Aber wir dürfen in der Kirche, im Haus Gottes leben. Được dạy dỗ bởi lời Ngài. Wir dürfen gelehrt werden durch das Wort. Được yêu thương. Wir werden geliebt. Được chăm sóc. Es wird sich um uns gekümmert. Và Chúa chính là một cái bảo hiểm rất lớn cho con. Und Jesus selbst ist unsere Versicherung. Hễ con có bất kỳ một sự khó khăn nào thì đến với Chúa, Chúa đều chữa lành cho. Und wenn wir Schwierigkeiten oder Krankheiten haben, dann dürfen wir zu Gott und er wird uns heilen. Cả về thân thể cho đến phần thuộc linh. Ob jetzt körperlich oder auch geistlich. Tạ ơn Chúa đã thương xót con. Wir danken Gott, dass er uns liebt. Đã cho phép con được trở lại trong nhà Chúa. Dass wir wieder in das Haus Gottes gehen dürfen. Đã yêu thương con, mặc dù con không xứng đáng. Dass er uns liebt, obwohl wir es nicht wert waren. Và lại kết nối con lại cùng với các anh chị em con trong hội thánh. Und dass er uns wieder eins macht im Haus Gottes. Là những phần chi khác nhau trong thân thể của Chúa. Wir sind verschiedene Körperteile im Leib Gottes. Con cầu xin Chúa hãy gìn giữ chúng con. Möge Gott uns bewahren. Liên kết cùng nhau. Dass wir verbunden miteinander sind, eins sind. Trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. In der Liebe von Jesus Christus. Người già cả và con trẻ. Ob jung oder alt. Mỗi một chúng con nhờ cậy sức của Chúa. Wir alle wollen auf Gott vertrauen. Và bước đi. Und gemeinsam zusammen gehen. Con xin Chúa, Ngài hãy dẫn dắt hội thánh của Ngài. Möge Gott seine Gemeinde leiten. Và Chúa ơi, tạ ơn Cha vì ngày hôm nay Chúa qua lời Chúa lại một lần nữa nhắc nhở cho con rằng Herr, wir danken dir für dein Wort heute, das uns heute neu erinnert.
Ngài chẳng từ chối chúng con. Dass du uns nicht verlässt. Mặc dù chúng con thiếu sót và lỗi lầm. Obwohl wir noch Fehler machen. Nhưng chính Chúa Giêsu, Ngài đã chịu hết sự thương khó để cho con lại một lần nữa được bước vào cổng thiên đàng. Aber Jesus hat alles auf sich genommen, alles ertragen, damit wir in dieses Himmelreich kommen. Cửa hẹp là một nơi rất khó vào. Die Tür ist vielleicht schmal und schwer durchzugehen. Nhưng xin Chúa ban sức để chúng con cố gắng bước vào cửa thiên đàng. Aber schenke du uns Kraft, damit wir da durchgehen können. Mỗi ngày hãy kéo chúng con đến gần Ngài. Und zieh uns jeden Tag näher zu dir. Xin hãy yêu thương chúng con. Herr, lieb, schenke uns deine Liebe. Khiến cho lòng chúng con chiều mến Chúa. Und dass wir auch lernen, dich zu lieben, Jesus. Xin cho chúng con tỉnh thức luôn luôn. Herr, lass uns wachsam sein. Và yêu thương. Und dass wir lieben können. Tất cả những người lân cận chung quanh. Dass wir alle Menschen um uns herum lieben können. Tại trong hội thánh của Ngài. Im Haus Gottes. Chúng con chỉ có những người yêu mà thôi, không chúng con không có kẻ thù. Dass wir nur Menschen haben, die wir lieben und wir keine Feinde haben. Và chúng con vô cùng biết ơn Chúa. Dass wir dir dankbar sind, Jesus. Quả thật, thiên đàng lại được ban cho chúng con. Weil du uns das Himmelreich schon geschenkt hast. Và thiên đàng đó không đâu xa, chính ở trong tấm lòng của chúng con. Und dieses Himmelreich ist nicht weit, sondern in unserem Herzen. Biết ơn Ngài vô cùng. Wir danken dir so sehr, Jesus. Biết ơn Ngài mãi mãi. Wir sind dir ewig dankbar. Xin Chúa tiếp tục bày tỏ đường lối Ngài qua các đệ tử Chúa. Herr, leite du uns weiterhin. Đệ tử đời nọ qua đời kia. Das von, chính là nơi ở của chúng con. Dass von einer Generation die nächste, Gott, dass du immer noch mit uns bist. Trên hậu tự của chúng con. Herr, segne du unsere Nachkommen. Hãy nuôi dạy chúng nó bằng sự thiêng là lời của Ngài. Herr, ernähre sie mit deinem Wort. Như lời Ngài hứa cho chúng con rằng. Wie du uns versprichst. Hết thảy con cái của chúng con sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ. Herr, all unsere Kinder werden von dir gelehrt. Và sự bình an của các con chúng con sẽ lớn lắm. Und ihr Frieden wird sehr groß sein. Con xin đọc lời này. Und ich möchte dieses Wort vorlesen. Như một lời cầu phước, cầu bình an. Als ein hội thánh của Chúa. Segen für die Gemeinde Gottes. Heute haben wir Familiengottesdienst. Und wir sind hier mehrere Generationen. Und wir sind dir so dankbar für diese Tage. Herr, mögest du uns segnen, wie dein Wort spricht. Kleinen Kinder, ich habe euch geschrieben, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Denn eure Sünden sind durch Jesus vergeben worden. Hỡi phụ, các phụ lão, tôi viết cho các ông. Und die Älteren, ich habe euch geschrieben, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Denn ihr kanntet Gott von Anfang an. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi. Und ihr Kinder, ich habe euch geschrieben, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Denn ihr habt den Teufel besiegt. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con. Und die Jüngeren, ich schreibe euch. Vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Denn ihr kennt den Vater. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông. Und die Älteren, ich schreibe euch. Vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Denn ihr kennt den, der von Anfang an da war. Hỡi trẻ tuổi, hỡi kẻ trẻ tuổi. Und ihr Kinder. Ta viết cho các ngươi. Ich schreibe euch. Vì các ngươi là mạnh mẽ. Denn ihr seid stark. Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Das Wort Gottes ist in euch. Và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Und ihr habt den Teufel besiegt. Chúng con cảm tạ Chúa về những lời này. Wir danken dir, Gott, für diese Worte. Wir sind dir dankbar dafür. Und wir beten im Namen Jesu Christus. Amen.